Xin mời toàn thể anh em chúng ta cùng thưởng thức qua bài thể ca Hồng Thơ. Hồng Thơ sẽ trình bày theo thể điệu Tứ Đại Quán sang gắn ai qua hồi thủ với tựa đề Nhị Thập Tứ Yếu Cố Sổng Cả Nhị Tân. Trình bày Hồng Thơ với thành phần nhạc sĩ gồm có nhạc sĩ Minh Hùng đàn guitar, nhạc sĩ Hồng Thanh đàn kèn, nhạc sĩ Tư Danh đàn ngò. Xin mời toàn thể anh em chúng ta cùng thưởng thức qua bài thử ca Hồng Thơ. Thank you.
Thank you.